Dạ vâng, và xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của bên Nam Huy Audio bọn em. Hôm nay sẽ có một siêu phẩm về với bên em. Và đây sẽ là một video về một sản phẩm chính hãng của một thương hiệu loa rất là nổi tiếng ở trên thị trường. Đó là model có tên gọi là DK Dara King. Và đây cũng là model mới nhất của DK Dara King và kỷ niệm 15 năm thành lập công ty của DK Dara King. Và em sẽ đã về được một đôi mẫu cho các bác cùng thưởng thức và đập hộp con này xem nó sẽ như thế nào. Và rất là được mong chờ đối với sản phẩm này. Và riêng cá nhân em rất là mong chờ đối với sản phẩm DK Dara King, một thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Với cái đợt trước của dòng DK Dara King này thì có model đó là UK10. Đấy, tên gọi của con này thì cũng thế thôi. UK10 Pro thì đây là 12 Pro, đây là DK. Và có mã QR để cho bác cùng check qua mã QR của con sản phẩm này. Hàng chính hãng 100% đối với thương hiệu này. Và hàng này thì ở trên thị trường audio hiện tại thì đã có một số anh em review qua sản phẩm này rồi. Nhưng mà rất là ít bởi vì thứ nhất thì là con này thì về độ, thứ nhất là nó là rất là đời mới nhất nên là rất là ít anh em làm. Thứ hai đó là về cái giá cả của nó cũng khá là cao. Trên thị trường thì hiện tại nếu mà các bác nào mà muốn chịu chơi con này thì nó rơi vào tầm 20-50 triệu. Đấy, nên là về giá cả của nó là cũng rất là cao cho các bác nào sành và chơi âm thanh. Nhưng mà riêng về cái chất lượng của con này thì các bác không phải suy nghĩ đi. Em vừa đo kích thước thì con này đã có kích thước bao nhiêu? Cao là 65. Đấy là cả vỏ hộp các bác nhé. Cả vỏ hộp là 65. Rộng 45 và dài bao nhiêu? Dài 46, đấy là cả vỏ hộp. Và bây giờ em sẽ bắt đầu tiến hành đập hộp ra. Con này thì sẽ được công ty đây, công ty SAL phân phối đối với cái dòng sản phẩm DK DK này, UK12 Pro này. BR có nghĩa là Pro đấy. Đấy các bác. Sản phẩm trước là bát 25, đó là UK10, còn UK12 là bát 30. Đây là sản phẩm kỷ niệm, em nhắc lại là kỷ niệm 15 năm thành lập công ty của DK Dara King. Đấy, tất cả những sản phẩm này đây các bác. Đây, các bác cùng xem qua về hình thức của con này. Đây là một dòng loa nhập khẩu nên là nếu mà tháo ra thì vẫn còn rất là mùi nước sơn và mùi mới của dòng loa này. Và trước tiên thì các bác có thể để ý cái gì, đây là những cái bảo vệ của con DK này. Nói chung là hàng nhập khẩu về thì thường là nó có những cái tớp túi bóng này, và tí nữa em sẽ bóc ra toàn bộ ra thì nó lại thành mới tinh. Bởi vì các bác để ý cho em nhé, đây là một cái mặt của nó là rất là dễ xước nếu mà vận chuyển xa nên là bảo vệ rất là an toàn đối với những cái sản phẩm chính hãng như thế này. Đấy, về hình thức của nó đây các bác cùng xem qua một trước. Em bóc cho anh cái túi bóng này ra. Đấy, và bây giờ sẽ tiến hành bóc. Con này sẽ là mặt màu nhìn các bác nhìn đây là màu xanh. Đấy, hơi kim tuyến một chút. Đấy, nhìn rất là sang trọng. Và lưới của nó là lưới hình logo của Mercedes. Khá là đẹp. Wow, em rất là thích cái logo này. Các bác nhìn qua về cái logo của này. Em sẽ cho nhìn nó sang kinh khủng luôn. Đấy, các bác nhìn này. Về cái logo DK này em, trên thị trường hiện tại thì em thật sự nó làm đúng là hàng cao cấp. Chất lượng của nó làm sắc nét kinh khủng. Đấy các bác, nếu mà mua bỏ tiền ra đồng tiền thì phải đáng, đúng không ạ? 25 triệu thì có phải ít đâu. Đấy, trên thị trường hiện tại. Đấy. Và các cái lưới bên trong các bạn không có một chút gì là có hiện tượng là không bằng phẳng, quá sắc nét. Một sản phẩm của công ty SAL. Sản phẩm của công ty SAL. Em sẽ bóc đây ra. Cả mặt đằng sau, cả mặt dưới nhé. Ngửa lên, lật lên. Không sợ. Sợ, đang sợ xước đấy. Đắt quá lên này. Sợ xước đây. Quá là chắc chắn. Công ty Dara King chuyên về loa, những cái dòng sản phẩm loa đã có tên tuổi trên thị trường hiện tại rồi. Em lật ngửa lên, em lật ngửa lên. Đấy, ngang thế. Đấy, một trong những sản phẩm loa đã có tên tuổi trên thị trường. Em nhắc lại một chút là đó là sản phẩm kỷ niệm 15 năm nên là làm rất cực kỳ công phu và kỹ lưỡng các bạn nhé. Kỷ niệm 15 năm thành lập của DK. Đấy.
một loa, mẫu loa nghe nhạc em review qua và cũng là rất là muốn chiêm ngưỡng đối với cái sản phẩm này. Thì em đang cho lên test thử đối với sản phẩm DK UR này. Trong cái bộ combo này thì em sẽ kết hợp với một con DB Acoustic D2008, con này là 800W một kênh. Thì đánh đôi loa này thì thoải mái rồi. Và một chiếc văng số có model là S525 mã của DB Acoustic. Và tất cả sản phẩm này đều là sản phẩm chính hãng, chính hãng của DB Acoustic. Và bây giờ em sẽ bắt đầu tiến hành test thử cho bác cùng nghe qua nha. Đối với sản phẩm này, ba sản phẩm này đều có một đặc điểm chung, đó là đều được công ty SAL nhập khẩu và bảo hành ở tại Việt Nam và phân phối độc quyền ở tại Việt Nam. Đây là DB Acoustic, sự kết hợp giữa hai công ty đối với nhau. Và các bác nhớ, bây giờ trong cái thời gian tới thì em sẽ bắt đầu quảng cáo nhiều những cái sản phẩm vang số và hướng dẫn cho bác cách dùng vang số nhiều hơn trong cái thời gian sắp tới. Và bây giờ em sẽ tiến hành test qua chất âm đối với combo sản phẩm này. Hiện tại thì con này thì em đang phát hiện ra một điều, đó là rất là hay ngoài lề đối với con DK thôi, là con vang số này đã có tính năng Bluetooth. Bác nhìn này, thì sử dụng rất là đơn giản, rất là ít con vang số có tính năng Bluetooth này, và con S525 mã này đã có tính năng Bluetooth. Và quay đến cái vấn đề chính ngày hôm nay thì em bắt đầu tiến hành test thử chất âm của con DK này cho bác cùng nghe qua nhé. Và bây giờ sẽ bắt đầu lên nhạc. Rồi, và bây giờ đấy là qua một chút về cái nhạc mạnh mạnh một chút cho bác nghe qua tí. Và bây giờ em sẽ bắt đầu đến cái phần nhạc tiết loa cho bác thử cho các bác nghe qua cả nhạc tiết loa và cả nhạc mạnh và cảm nhận qua về con sản phẩm. Đây gọi là một siêu phẩm của DK, mừng 15 tuổi của DK Radar King. Về chất lượng con loa này thì nó có thể không thua kém một bất kỳ một con sản phẩm nào ở trên thị trường hiện tại đối với sản phẩm loa chính hãng. Và vừa rồi là toàn bộ về review qua về sản phẩm DK UK12 Pro của hãng DK Radar King, sản phẩm chính hãng 100% do công ty SAL phân phối độc quyền tại Việt Nam. Và các bác nào cần quan tâm đến cái sản phẩm này có thể liên hệ với em. Và cẩn thận khi mà mua hàng ở trên thị trường cũng rất là nhiều hãng DK Radar King nhái như sản phẩm này, thì mua phải đúng sản phẩm, đúng mặt hàng thì các bác có thể có được cái sự trải nghiệm âm thanh cực kỳ tốt và được bảo hành cực kỳ tốt của những cái công ty phân phối độc quyền tại Việt Nam nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nha. Đừng quên ấn một lượt like và một lượt subscribe cho kênh Nam Huy Audio nha.